Để đạt mục tiêu đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam thì cần một chiến lược phát triển dài hạn và tổng thể. Trong đó thì việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhất là khách quốc tế, đang là bài toán được đặt ra. Với tốc độ tăng trưởng từ 25 đến 35% mỗi năm thì đến năm 2020, ngành này cần trên 2 triệu lao động trực tiếp làm việc trong các cơ sở dịch vụ du lịch. Vì thế mà nhiều cơ sở đào tạo đã chú trọng đến việc đẩy mạnh gắn kết lý thuyết với thực tế để nâng cao kỹ năng mềm và kinh nghiệm cho sinh viên, sẵn sàng nhân lực tốt nhất cho ngành công nghiệp không khói. Mới học đến năm thứ 3, nhưng kỹ năng lễ tân của Hằng được các thầy cô giảng viên khoa du lịch trường Đại học Đại Nam đánh giá là thành thục. Dưới sự theo sát của giảng viên, sáng học trên lớp, chiều làm những công việc từ lễ tân, buồng phòng, thậm chí là cả phụ bếp. Nghỉ hè, mùa cao điểm của du lịch chính là thời điểm lý tưởng để Hằng bồi bổ kiến thức và cọ sát thực tế. Có những thứ bọn em để chưa bao giờ học được, học đến phát sinh ra thì bọn em cần phải học hỏi lại rất nhiều. Và nếu chỉ học lý thuyết không thì bọn em không thể nào mà đi ra ngoài một cách dễ dàng. Rèn các cái kỹ năng nghiệp vụ phù hợp với các tiêu chuẩn trong ngành du lịch để theo yêu cầu của doanh nghiệp. Và cái thực hành rèn kỹ năng thực hành này được rèn đi rèn lại và có giảng viên đi kèm. Không chỉ Hằng mà hàng trăm sinh viên ngành du lịch của trường này có thêm môi trường thực tập khi khách sạn thực hành của khoa du lịch ra đời. Tỷ lệ học lý thuyết và thực hành được nâng lên ngang bằng 50-50. Đào tạo 4 năm thì 2 năm thực hành nghiệp vụ và sinh viên được bắt đầu ngay từ năm nhất vào trường. Cơ sở vật chất tăng lên như vậy đòi hỏi phải có cái nguồn nhân lực để đáp ứng được cái yêu cầu phục vụ chất lượng dịch vụ ngày càng cao. Học nghề du lịch phải được thực hành về kỹ năng phục vụ, về việc sử dụng ngoại ngữ, về kỹ năng giao tiếp ngay cả trong trường đại học. Đây mới chỉ là bước đầu, khách sạn mới chỉ là 3 sao. Nếu như trong tương lai mà nhà trường có năng lực, có khả năng thì sẽ làm ở những cái cấp cao hơn và thực tế là cầm tay chỉ việc luôn, ra trường đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp luôn, chứ không phải các doanh nghiệp phải đào tạo lại. Theo tính toán mỗi năm, hàng chục ngàn buồng phòng trên toàn quốc được đưa vào khai thác, tăng trưởng khách quốc tế đặt mục tiêu đến 30%. Nhưng nguồn nhân lực không theo kịp mức tăng trưởng nóng khi chỉ đáp ứng được hơn nửa nhu cầu của thị trường. Đào tạo gắn với thực tiễn để cung ứng nguồn lao động chất lượng, ra trường vào việc ngay vẫn là câu chuyện cấp thiết của ngành.